Con đói hả? Mẹ đang phát sữa ở ngoài. Con đói lắm hả? Mẹ pha sữa cho con uống nha. Xem này, mình mua nhiều đồ chưa? Ra mẹ nào, bé nào, bé nào, ra mẹ nào.
với mẹ à? Mẹ đi không có tí mà mẹ đi chợ tí mẹ về mà. Mẹ đi chợ mua hoa quả cho con đấy. Không dẫn mẹ đi nha. Abi ơi. Tại mẹ nào? Đấy, ui dồi, đẩy mẹ ra này. Ôi, kèm theo luôn. Chị ơi nha. Abi ơi. Ôi, bố mẹ đi nha. Sao mẹ nào? Mẹ xin lỗi. Mẹ đây. À, thưa mẹ nói hết giận rồi đúng không? Chơi hôm qua chơi vui buồn à? Mẹ về đây rồi này, mặt nhiệt ra thế. Mẹ xin lỗi em. Thế để mẹ pha sữa cho con uống nha. Đưa con đi. Ơ, đây mẹ pha sữa đây. À, là mẹ nói mẹ đúng không? Không có sữa nữa nào. Uống sữa đi con. Uống sữa uống gói nào. Uống gói mẹ. Abi ơi. Nào con ơi. Đây nè. Ăn một nè. À đúng rồi đúng rồi. Không dối thế nha. Abi giỏi quá. Giờ này lớn này biết dối mẹ rồi đấy. Abi ra xem mẹ mua gì cho Abi này. Abi này, nhìn này. Wow, mẹ mua thanh long này, mua nhôi cho con này. Abi thấy nhiều chưa? Tí mẹ rửa đấy nhá. Cái này mình tí mẹ rửa qua đi rồi mẹ lấy cho con ăn nhá. Cái này phải rửa đã, con ơi, chưa rửa. Abi thích nhất là ăn nhua. Để mẹ đi rửa nhá. Nào. Ui, để mẹ đi rửa đã.